Đây là các bậc khinh văn đệ tử Phật. A hu nê vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Ba hu nê vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến cho dâng cúng cho những người có giới hạnh. Đắc khi nệ vô, các ngài đáng thọ lãnh của tinh thi tinh lý nhân quả đem đến dân cúng anh cha li karani vô, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái anuttarang buôn nhắc khét tăng lô kassati, các ngài là phước điện của chúng sanh không đâu bị kịp. Natthi me saranang anyang sankho me saranang warang ete nasak cha vat che na ho tu me cha ya mang cha lang, chẳng có chị đáng cho tôi phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu nên tôi phải hết lòng hành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho tôi y như lời chân thật này. Quanh đa mi che ti dặn sập bằng sắp bát tha nê su bát tích thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bụt tha bụt tha ru bằng sa ca lăng sa đà. Tôi xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc sa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Sambe satta avira hontu sukhita hontu nidukha hontu apya baccha hontu aniga hontu diga yukha hontu aroga hontu sambatti hi sammicchantu sukhi attanang pariharantu dukkha ta cha ni đúc kha pha yap bát ta cha ni pha ya so cap bát ta cha ni so ca hòn tu sập bề bi ba ni no. Con xin đọc phần giới. Uka sa mai dặn phần tê quy sùng quy sùng rakhanatha yati sarane nasaha bành chasi la ni ya cha ma tru ti dặm bi mai dặn phần tê quy sùng rakhanatha tha yati sarane nasaha pancha sila iya cha ma tati yambi ma yang phan te quy sùng rakhanatha yati sarane nasaha pancha sila iya cha ma. Dạ con xin lãnh, con xin thỉnh sư đảnh lễ ngài Chí Đức lên truyền giới cho đạo tràng của chúng con. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào chiếc lá mùi xuân hồng nhật, tâm hạnh trang thư chiếc kim dung an trần metta tina hồng mai, thấy là thương tri lâm hành kiểm chiếc gian trần chiếc nhật quỳnh. Dạ thân chào quý vị, và đây chúng con xin được phép tại diện ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để truyền quy giới đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng. Từ chân quả chân biên chi do ngài Tư Ngộ Công thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng. Từ chân quả chân biên chi do ngài Tư Ngộ Công thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng. Từ chân quả chân biên chi do ngài Tư Ngộ Công thầy chỉ dạy. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài Tự Ngộ Không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài Tự Ngộ Không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài Tự Ngộ Không thầy chỉ dạy. Buddha saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật. Thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Dutiyampi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Tatiyampi thammang saranang gacchami, con hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Tatiyampi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami, thammang saranang gacchami, sangkhang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi thammang saranang gacchami, dutiyampi sangkhang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi thammang saranang gacchami, tatiyampi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ sarana kha nang pariphun nang, phép vị tam bảo tròn đủ chứ có bấy nhiêu. A ma phạn tê, dạ xin vâng. Panatipata veramane sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh.
Adinna dana vermani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự chậm cấp. Cha mê sa mê cha cha ra vermani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Surame rajamacha pamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta quê ra ma ni sikha bà đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana quê ra ma ni sikha bà đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumit cha cha ra Quê Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Quê Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamat Chappamadathana Quê Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani Pancha Sikha Padani Satukang Katwa Apamade Nanechakalang Samarakitapang. Chư thiền tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo có vân giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. A ma phạn tê dạ xin vâng. Sĩ lê na sô gà tinh danh tí các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa ca chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni phô tinh danh ti ca chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta ma si lăng vi sô tha dê bởi ca cái nên chư quý vị đã thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thu sa thu lành thai. Uttamang ghe na quanh đề hằng bà đa bằng sung qua rút ta măng bụt thê vô khá lý tô đồ sô bụt thô khá ma tu tăng ma măng. Uttamang ghe na quanh đề hằng thầm măng cha đu quý thăng qua răng thầm mê vô khá lý tô đồ sô thầm mô khá ma tu tăng ma măng. Uttamang ghe na quang đề hằng sẵn khăn cha đu vi thot thot ta măng sẵn khê vô khá lý tô đồ sô sẵn khô khá ma tu tăng ma măng. Dặn kiên chi cú sa la cầm măng cách tắp bằng ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta sang yi no at thi ye cha sat ta a sang yi no ka tang bun nhắc pha lăng ka tang bun nhắc pha lăng mây hằng sắc đề pha ghi pha quanh tu tề về tăng các tăng số quy đi tăng định năng buồn nhắc phá lần ma già về cha tát tha na về cha tát tha na cha nàn ti đề hòa gặn tòa ni huệ đã dùng
sambe lokam hi ye satta jivanta harahe rahe tuka manunang manunang pho cha nang sambe la phạm tu ma ma che ta sa ti. Phước căn tôi đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bận trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước tôi hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạn trường. Xin thâu phước bao cung dường, quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ con xin thỉnh sư Pháp Trang, dạ sau đây con xin thỉnh sư Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Bhavatu sapa mangalanga kantu sapa devata sapa pothanu pavena sada soti pavantu te bhavatu sapa mangalanga kantu sapa devata sapa tamam nu pavena sada soti pavantu te bhavatu sapa mangalanga kantu sapa devata sapa sangham nu pha vệ na sa đa so ti pha văn tu tê tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an là thường thường đến người. Siết tì gia chân a ra tha siết tâm ma tu siết tâm ma tu siết tâm ma tu y đam pha lăng y ta smin ra ta na ta gia smin sam ba sa da na che ta so cầu xin tâu quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Dạ, con xin đọc bài năm điều quán tưởng. Thế Tôn lời giải tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốn xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Nát giả mắt thầm mô ni ga ma sa thầm mô na cha bi dặn e ca cu la sa thầm mô sắp ba sa lô ca sa sa đề qua ca sa e se qua thầm mô gia đi đặng a nít cha ta na ga ma thầm mô ni ga ma sa thầm mô na cha bi dặn e ca cu la sa thầm mô sắp ba sa lô ca sa sa đề qua ca sa e se qua thầm mô gia đi đặng cha đúc kha ta na ga ma thầm mô ni ga ma sa thầm mô na cha bi dặn e ca cu la sa thầm mô sắp ba sa lô ca sa sa đề qua ca sa e se qua thầm mô
Gia Di Đằng Anattata. Pháp nào có tên gọi là vô thường là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm thiên cả thảy. Pháp nào có tên gọi là khổ não là pháp có trạng thái đau đớn rầu. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm thiên cả thảy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm thiên cả thảy. Anicca vata sankhara upadavaya dhammino upajjito niruccanti te sanghubhasamo sukho. Anicca vata sankhara upadavaya dhammino upajjito niruccanti te sanghubhasamo sukho. Anicca vata sankhara upadavaya dhammino upajjito niruccanti te sanghubhasamo sukho. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, giúp cả pháp hữu y ấy mới có được sự an vui tuyệt đối. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, giúp cả pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, giúp cả pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Còn thời gian con xin đọc bài lễ bái phụ mẫu kệ. Kính thưa cha mẹ tưởng tri, nghĩ suy con sở lỗi nghị ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thai não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật ế trượt ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhận gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tại trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thấy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tay ta. Dạ, phần đọc kinh của con đã xong. Nếu mà bữa nay là ngày đầu tiên con đọc kinh trước đạo tràng, nếu mà con có gì sai sót mong đạo tràng bỏ qua cho con và chỉ dạy cho con thêm. Con nghĩ thời gian cũng tới, phải lẽ con xin nhường mic lại cho mọi người. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Cái lễ để được pháp trang. Chào quý cô tu nữ. Chào sư Chiết La Mùa Xuân, sư Kim Dung, sư Hồng Mai, sư Hồng Nhật, sư Tâm Hạnh, sư Ta,
Sitina đã hữu thấy là thương. Sit chân thư huynh an trần. Sit thi lâm. Sit nhật quỳnh. Sit thành kiến. Sit ca duyên. Sit ca hoàng thanh. Sit thiện vũ. Sit an nhiên. Sit niệm từ. Sit kim. Quỳnh văn nhất hà. Sit hà. Quý vị được an vui ha. Sa thú chức lá mùa xuân. Lần đầu tiên lên lễ bái tầm bảo, nhưng mà quý vị cũng thông cảm ha. Ở Mỹ bão tuyết làm lạnh cống người luôn, cho nên lần đầu tiên thì quý vị biết văn sự khởi đầu nan ha. Nhưng mà quan trọng là gian nan đừng có nản. Hôm nay chức lá mùa xuân đọc kinh tầm bảo và xin hà vô nghe sĩ chức la mùa xuân đọc Bali chậm rãi rõ ràng chính xác, nhưng mà cũng hơi run vì lạnh quá cho nên bị vấp, có bị vấp chứ không phải không. Mà hoan hỷ ngày hôm nay là ngày của sĩ Hồng Mai. Hỏi ý kiến sĩ Hồng Mai thì sĩ ta Hồng Mai hoan hỷ chấp nhận để cho sĩ chức la mùa xuân lễ bái tầm bảo. Thì với câu Phật ngôn 407 này, không mạng không ganh tị, sĩ Hồng Mai đã thể hiện qua câu Phật ngôn này, không ngã mạng nè, không ganh tị nè, người ta đưa tay xung phong sẵn sàng nhường liền ha. Đó là một điều mà rất quan hệ. Rồi thời gian chúng ta đã tới ha. Bây giờ xin phép được tán dương ẩn đức tầm bảo trước khi chúng ta đi vào nội dung câu Phật ngôn này. Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lo Kutamo Sappagaro Hichet Thakolo Kassasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantan Narapu Chanayakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi ta sa sa thu nô lô ca na man tha sa vi na ca rô cô sắp bần nhu bút thấp bất đi phù tí sanh nhá tô hoàn đà ma hành tầng na ra phù. Trên này giác tầng, pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, vẹt màng, vô minh, pha tan, lầm lạc dũng sinh, đầy dụng Phật tổ, quân minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý sô thô su gá tá sá sá quá cô sít khá su ca mô quá rá thầm bá sít khá cô niên đà bá sân sá đi á nà đá rô quá rô quan đà má hành tầm ná rá phù. Chá này giác cần, tăng bảo thinh vô Phật đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hì, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình hát tây gia tê chê nát sức khà mê ê tu á tha năng tha xà bí à nú phà quê nát xá hát xà dê nát sức chạch tốt. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy và phần tháng dương tâm bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Ở câu 3 thiếu trường âm. Alo, câu 3 thiếu trường âm. Đó là Sít Kim Nhung ha, nói với huynh An Trần. Nhưng bây giờ câu 3 ha. Để tới câu 3 rồi tính ha. 1, 2, 3. Rồi tới đâu giải quyết tới đó nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Câu đầu tiên.
Yassa-ra-go-cha-do-so-cha Yassa-ra-go-cha-do-so-cha Câu số 2 Mano-makkho-cha-ba-ti-to Mano-makkho-cha-ba-ti-to Mano mắc khổ chấp ba tị tô. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Yassa ra go chấp đồ so chấp mano mắc khổ chấp ba tị tô. Yassa ra go chấp đồ so chấp mano mắc khổ chấp ba tị tô. Yassa sa ra go cha do so cha ma no mắc khổ cha ba ti tô. Bây giờ câu số 3 sa sa bo ri wa a ra ga sa sa bo ri wa a ra ga sa sa bo ri wa a ra ga tamahang prumi brahma năng. Câu số 4 là câu dễ nhất đó, bởi vì ngày nào chúng ta cũng học tới cái câu số 4 này ha, bởi vì còn trong cái phẩm Bà La Môn. Rồi bây giờ ôn lại câu số 3, câu số 4. Sa sapo ri wa ga tamahang prumi brahma năng sa sapo ri wa a rak ga tamahang pru mi brahma nang sa sapo ri wa a rak ga tamahang pru mi brahma nang. Bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ bài này. Yassa ra go cha do so cha ma no mak khổ chấp ba thi tô sa sắc bồ ri quả a rắc ra tâm hằng bồ mi brahm ma năng ya sa ra go chấp đồ so chấp ma no mắc khổ chấp ba thi tô sa sắc bồ ri quả a rắc ra tâm hằng bồ mi brahm ma năng ya sa ra go chấp đồ so chấp ma no mắc khổ chấp ba thi tô sa sắc bồ ri quả a rắc ra tâm hằng phù mi brahm ma năng. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai tương đối dễ hơn về dụng kinh. Yassa ra go cha do so cha ma no mắc khổ cha ba ti tô sa sắp bồ ri wa a rắc ra tâm hằng phù mi brahm ma năng Yassa ra go cha do so cha ma no mắc khổ cha ba ti tô sa sapo ri wa a rắc ga tam hằng pru mi brahm ma năng. Như vậy trong dòng kinh chúng ta có hai cách đọc . Rồi bây giờ qua dòng kệ. Một câu có tam từ thì chúng ta chia làm hai, và kể thì chúng ta đọc một lần hai câu ha, đừng có đọc từng câu một. Chúng ta xin đọc trước. Lấy giọng đã. Yassa ra go cha do so cha ma no mắc khổ cha ba ti tô sa sa bồ ri wa a rắc ga tam hằng pru mi brahm ma năng yassa ra go cha do so cha ma no mắc khổ cha ba ti tô sa sa bồ ri wa a rắc ga tam hằng pru mi brahm ma năng Yassa ra go cha do so cha ma no mắc khổ cha ba ti tô sa sa bồ ri wa a tam hằng pru mi brahm ma năng.
Người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Rồi, xin mời Sik Meta Sik Kim. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu, nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng chữ Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép trả bài trước. Câu Pháp Cú 407. Yat sara go cha do so cha ma no mặc khổ cha ba ti to sa sa bo ri wa a rắc ga ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yat trường âm nhấn, xá đoạn âm, ra go hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, đô sô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, tô trường âm thông thường, giác xá ra gô chá đô sô chá ma nô mắt khô chá ba tí tô. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, bô trường âm thông thường, rí quá hai đoạn âm, a trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa sa bồ ri wa a rắc ya ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Yat sa ra go cha do so cha ma no mặc khổ cha ba ti to sa sa bồ ri wa a rắc ya ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Yat sa ra go cha do so cha ma no mặc khổ cha ba ti to sa sa bồ ri wa a. Dạ, nó nhảy, con đọc lại. Sa sa bồ ri wa a rắc ya ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Yat sa ra go cha đô sô cha ma nô mắt khô cha ba ti tô sa sa bô ri quả rắc ya ta ma hăng pru mi brahm ma năng. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót, xin Ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý Phật tử được an vui. Sư ơi, sư, con mắc từ quá à. Con thấy câu cuối cô Mít Đà cổ kệ á, tà ma hân rú, có nói tà ma hân rú giống như tà ma quỷ quái vậy, nó mắc cười quá.
Sorry cô Bích Tạ, tôi nghe vậy thôi chứ không phải có ý chọc gì đâu nha. Ờ, tôi nghe giống vậy, tôi thấy vậy thôi, tôi nói vậy thôi chứ không có gì nha. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 407. Quý vị nghe lại coi tà ma hăng rú, tà ma đó không? Nghe ngổ tà ma. Rồi cái sao nó vậy đó. Ok, bỏ qua đi ha. Nói cho vui thôi. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 407. Yasara go chado so chamano makho chapa tito sa sapo riwa araka tamahang ro miram manang. Yasara go chado so chamano makho chapa tito sa sapo riwa araka tamahang ro miram manang. Phân tích câu 1, câu 2. Yas chữ ngâm nhắn, xá đoạn âm, rago hai chữ ngâm thông thường, chá đoạn âm, đô sô hai chữ ngâm thông thường, chá đoạn âm, câu 2. Mano hai chữ ngâm thông thường, mắt chữ ngâm nhắn, khô chữ ngâm thông thường, chá đoạn âm, pa chữ ngâm thông thường, tí đoạn âm, tô chữ ngâm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Yassara go cha do so cha ma no mắc hồ cha pa ti do sa sa hồ ri wa a rắc ga ta ma hằng ro mi ram ma năng. Sa chữ ngâm thông thường, xá đoạn âm, hồ chữ ngâm thông thường, rí quá hai đoạn âm, a chữ ngâm thông thường, rắc chữ ngâm nhắn, ga chữ ngâm thông thường, tá má hai đoạn âm, hằng chữ ngâm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài rồi ca kể. Yasarago chado so chamano makho chapha tito sa sapo riwa a rakga tamahang ro miram manang. Yasarago chado so chamano makho chapha tito sa sapo riwa a rakga tamahang ro miram manang. Đọc nhanh nhé. Yasarago chado so chamano no makho chapa tito sa sapo riwa a rakga tamahang ro miram manang. Người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi bà la mô. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ là ca kể. Yasarago cha do so cha ma no makho cha pa tito sa sa phu re wa a rắc ga ta ma hăng ru ni ram ma năng. Và sa ra gô cha đô sô cha ma no ma khô cha pa ti tô sa sa phu ri wa a rắc ga ta ma hăng ru ni ram ma năng. Hết rồi đấy sư. Coi trời ơi trời, sư ơi là sư. Sư đi uống cà phê hả sư? Còn chúc sư được vui vẻ nha. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa ha. Không thấy Phật Pháp online cho bông hoa bữa nào mà sư cho. Tức là sư khỏe, sư ngồi nghe, sư bấm bông hoa cho tụi mình ha. Mà sư không bấm gì trơn là sư mệt ha. Sư già rồi. Thôi cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nha. Mời quý vị khác kế tiếp nha. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 407 ạ. Yassara go cha đồ sổ cha mà nồ mắc
khổ cha bà ti tổ xà sa bồ ri wa à rắc gà ta ma hằng pru mi pram ma nằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yes là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ra, go là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, đô, xô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ma, nô là hai trường âm thông thường, mắc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Yassara go cha đồ sổ cha mà nổ mắc khổ cha bà ti tổ. Câu 3 và câu 4 ạ. Sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, po là trường âm thông thường, rí quá là hai đoạn âm, a là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa sa bồ ri wa à rắc gà ta ma hằng pru mi pram ma nằng. Yassara go cha đồ sổ cha mà nổ mắc khổ cha bà ti tổ xà sa bồ ri wa à rắc gà ta ma hằng pru mi pram ma nằng. Người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi bà la môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể ạ. Dạ sa ra go cha đô so cha ma no ma kho cha pa ti to sa sa bo ri wa a rak ga ta ma hang pro mi pram ma nang ya sa ra go cha do so cha ma no ma kho cha pa ti to sa sa bo ri wa a rak ga ta ma hang pro mi pram ma nang. Người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ con có sai, con kính nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư. Cảm ơn An Trần đã bốt bài. Dạ kính mời vị kế tiếp. Dạ con thấy cái nick của chị Nhật Huỳnh mà không biết chị Nhật Huỳnh có giơ tay hay không, con thấy cái nick của chị Nhật Huỳnh. Dạ thân mời Hà. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ đạo tràng. Dạ con xin trả bài. Yassara go cha do so cha ma no mắc khổ cha pa ti to sa sa bo ri wa a rak ga ta ma hang pu mi pram ma nang. Yassara go cha do so cha ma no mắc khổ cha pa ti to. Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ra vô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, đô sô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, mắc trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Và con xin đọc lời câu, con xin đọc câu 4, 3, 4. Sa sa bồ vi ra sa sa bồ vi sa sa bồ vi wa a rắc gà tam ma hằng bù mi pram ma năng. Sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, bồ trường âm thông thường,
rí đoạn rí quá hai đoạn âm. Trường âm thông thường và trường âm nhấn ra trường âm thông thường. Tá má hai đoạn. Đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pru trường âm thông thường, lý đoạn âm brum trường âm nhấn, má đoạn âm năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa 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 bồ vi sa sa bồ vi wa a rắc gà tam hằng bồ mi brum ma năng. Xin đọc lại. Yasara go cha do so cha ma no ma kho cha ba ti to sa sa bo ri sa sa bo ri wa a ra ga ta ma hằng bu mi brahm ma năng. Đọc hơi bắp cho con đọc lại. Yasara go cha do so cha ma no ma kho cha ba ti to sa sa bồ ri wa a ra ga ta ma hằng bồ mi brahm ma năng. Người bỏ rơi tham sân không mạng không ganh tị như hột cải đầu kim ta gọi bà la môn. Yasara go cha do so cha mano makko chapati to sa sa bo ri wa arakya tamahang bu mi brahmanang. Dạ con đã đọc xong, con mời vị kế tiếp. Dạ con có sai xin ngài và đạo tràng tỉnh sửa, con xin tha mất đó. Alo, vào đạo tràng có nghe âm thanh của con không? Dạ, trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con xin kính lễ ngài Trí Đức, sư Pháp Trang, con xin kính chào tất cả các đạo hữu trong đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 407. Yattarago chadu su cha mano makko cha ba tito sa sa bo ri va a rak ga ta ma hằng phu mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yassarago cha đu su cha ma no mắc khu cha ba ti tu. Chữ yas là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ ra là trường âm thông thường, chữ gu là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ đô là trường âm thông thường, chữ su là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ ma là trường âm thông thường, nô là trường âm thông thường, chữ mắc là trường âm nhấn, chữ khu là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ ba là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm, chữ tu là trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2. Yassarago chadusu chamano makku chabatito. Câu 3 và câu 4. Sa sa bồ ri va a rắc ga ta ma hằng phù mi đâm ma năng. Chữ sa là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ bô là trường âm thông thường, chữ rí là đoạn âm, chữ vá là đoạn âm, chữ a là trường âm thông thường, chữ rắc là trường âm nhấn, chữ ga là trường âm thông thường, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu bạc câu 4. Sa sa bo ri va a rak ga ta ma hằng phu mi ram ma năng. Đọc lại nguyên bài. Yassarago cha do so cha ma no makko cha ba ti to sa sa bo ri va a rak ga ta ma hằng phu mi ram ma năng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi bà La Môn. Dạ, con xin sư và các bạn trong lớp sửa bài cho con xin xuống, xin mời vị kế tiếp.
Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 407. Yat sa ra go cha do so cha ma no mắc khô cha tha ti tô sa sa po ri wa a rắc ga ta ma hăng ru ni ram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yat trường âm nhấn, xá đoạn âm, ra go hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, đô sô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, mắc trường âm nhấn, hô trường âm thông thường, chá đoạn âm, tha trường âm thông thường, tí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yat sa ra go cha do so cha ma no mắc ho cha tha ti to. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, po trường âm thông thường, rí quá hai đoạn âm, a trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, ní đoạn âm, ram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sa sa po ri wa a rắc ga ta ma hăng ru mi ram ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 407. Yat sa ra go cha do so cha ma no mắc khô cha pa ti to sa sa po ri wa a rắc ga ta ma hăng ru mi ram ma năng. Yat sa ra go cha do so cha ma no mắc khô cha pa ti to sa sa po ri wa a rắc ga ta ma hăng ru mi ram ma năng. Người bỏ rơi tham sân, không mạn, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ tội duyên, cô tu nữ phúc hạnh. Con xin chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh pháp cú số 407. Yasara go cha do so cha mano makho cha atito sa sa po ri va araga tamahang ru vi ramanang. Yasara go cha do so cha mano makho cha atito sa sa po ri va araga tama hằng ru mi ram ma năng. Con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Yassa ra go cha do so cha ma no mắc khô cha a ti to. Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ra go là hai trường âm, chá là đoạn âm, do so là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ma no là hai trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con xin đọc câu 3, câu 4 và phân tích.
sa sa po vi pa a rắc ca ta ma hằng ru mi râm ma năng. Sa là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, po là trường âm thông thường, vi là đoạn âm, pa là đoạn âm, a là trường âm thông thường, rắc là trường âm ngắn, ga là trường âm thông thường, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm ngắn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại: yasarago cha do so cha mano mắt khổ cha pa chi to sa sa po vi va a rắc ga tama hằng ru mi gam ma năng. Người bỏ rơi tham sân, không mạng không ganh tị, như hộp cải đầu kim, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin cảm ơn Sư Trí Đức, con xin cảm ơn Đạo Tràng. Con mời chị kế tiếp. Mời chị Thanh Hoàng. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ nhà Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 407. Yasara go cha do so cha ma no mak kho cha pa ti to sa sa po ri wa arakka ta ma hang ru mi brahmana. Yasara go cha do so cha ma no mak kho cha pa ti to sa sa po ri wa arakka ta ma hang ru mi brahmana. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ya sa ra go cha do so cha ma no mak khổ cha pa ti to. Jat là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, rago là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, do so là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm ạ. Mano là hai trường âm thông thường, mắc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường ạ. Yasara go cha do so cha ma no mak kho cha pa ti to. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sa sa po ri wa arakka ta ma hang ru mi brahmana. Sa là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, po là trường âm thông thường, ri wa là hai đoạn âm, a là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, ga trường âm thông thường ạ. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Yasara go cha do so cha ma no mak kho cha pa ti to sa sa po ri wa arakka ta ma hang ru mi brahm ma na. Con xin kể ạ. Yasara go cha do so cha ma no mak kho cha pa ti to sa sa po ri wa akraga ta ma hang ru mi brahm ma na. Yasara go cha do so cha ma no mak kho cha pa ti to sa sa po ri wa arakka ta ma hang ru brahm ma na. Người bỏ rơi tham sân, không mạc không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi bà la môn. Dạ con đã đọc xong, con xin kính chiên con sai sư sửa cho con và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Kính chiên quý đạo hữu đã cho biết tín hiệu và An Trần đã cốt bài ạ. Con xin xuống mic ạ, xin mời bạn Hồng Mai ạ. Alo,
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Chí Đức, kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Tự Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú câu 3407. Yassarago cha đề sô cha ma no mắc hồ cha ta pi tô sa sắp cô vi hóa a rắc gà ta ma hằng cô mi tầm ma nằng. Yassarago cha đề sô cha ma no mắc hồ cha ta pi tô sa sắp cô vi hóa a rắc gà ta ma hằng cô mi tầm ma nằng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yassara go cha do so cha ma no mắc khô cha ta pi tô. Yass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ra go hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, do so hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, ma no hai trường âm thông thường, mắc trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ta trường âm thông thường, tí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Yassara go cha do so cha ma no mắc khô cha ta tí tô. Dạ con xin đọc và phân tích câu 3 và câu 4. Sa sapo ghi qua a rắc gà ta ma hằng tù mi cầm ma nằng. Sa là trường âm thông thường, xá đoạn âm, pô trường âm thông thường, rí quá hai đoạn âm, a trường âm thông thường, rác trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, ní đoạn âm, quanh trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa sắp vô ghi quá a rác ga ta má hằng vô mi tầm má năng. Dạ con xin đọc lại. Yassara go cha do so cha ma no mắc khô cha ta pi tô sa sắp bồ vi qua a rắc gà ta ma hằng vù mi tầm ma năng. Dạ con xin đọc kệ ạ. Yassara go cha do so cha ma no mắc khô cha ta pi tô sa sapo ri gua araga ta mahang ko mi pam manang yasara go cha do so cha mano mako cha ta ti mo sa sapo ri gua araga ta mahang ko mi pam manang. Người bỏ rơi tham sân, không mạng không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc phân tích và đọc kệ xong ạ. Dạ có gì sai thì nhờ Sư Trí Đức sửa chỉnh sửa dùm con, nhờ đạo tràng chỉnh sửa dùm. Cảm ơn bạn An Trần đã post bài, cảm ơn các đạo hữu đã cho tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ thưa con, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài.
Yassarago cha do so cha mano makko cha patito sa sa po ri wa a rak ya tamahang dum mi pam manang Yassarago cha do so cha mano makko cha patito sa sa po ri wa a rak ya tamahang dum mi pam manang Yass trường âm nhấn xá trọn âm là trường âm thông thường, cô trường âm thông thường, chá đoạn âm, đô xô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn khu trường âm thông thường, chá đoạn âm, ta trường âm thông thường, tí đoạn âm, tô trường âm thông thường, giá sa ra gô chá đô xô chá ma nô mắt khu chá ba tí tô. Câu 3, câu 4. Sa sa pu ni wa a rak ka ta ma hang gum ni pam ma nang sa trường âm thông thường xá đoạn âm pu trường âm thông thường lý quá hai đoạn âm a trường âm thông thường rắc trường âm nhấn ca trường âm thông thường ta má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm pu trường âm nhấn mí đoạn âm râm trường âm thông thường má đoạn âm năng trường âm đọc theo dạng nguyên âm sa sa pô ni quá a rắc ca ta ma hằng vùng ni brahm ma năng người bỏ rơi tham sân không mạng không ganh tị như hột cải đồng kim ta gọi là bà la môn của hòa thượng Thích Minh Châu. Ya sa ra go cha do so cha ma nu mắc khổ cha ta ti tô sa sa pu ri wa a rak ga ta ma hang gum mi bam ma nang. Dạ thưa con kính tri ân quý sư với cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin kính lễ Tam Bảo gồm Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con xin kính lễ Sư Trí Đức, xin kính lễ quý cô tu nữ. Dạ, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 407. Yassara go cha do so cha ma no mắt khô cha ba tí tô sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hằng ru mi brahm ma nang Yassarago cha do so cha ma no mắt khô cha ba tí tô sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hằng ru mi brahm ma nang. Dạ con xin được phân tích theo thứ tự câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Yas trường âm nhấn, xá đoạn âm, rago là hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, đô xô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, mắt đoạn âm, khô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, tô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, phô trường âm thông thường, rí quá hai đoạn âm, a trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, non trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin được đọc lại. Yassara go cha do so cha ma no mắt khô cha ba tí tô sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hằng ru mi brahm ma năng. Người bỏ rơi tham sân không mạng không ganh tị như hột cải đầu kim ta gọi bà la môn, là bản dịch của hòa thượng Minh Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con đã phân tích xong, con xin xuống mít, con xin cảm ơn tâm hạnh là bót bài, xin cảm ơn tất cả anh em trong đạo tràng để cho biết hiệu. Dạ.
Dạ, con xin xuống mất, nếu có sai chỗ nào kính xin sư và tất cả các anh chị em trong đạo tràng sửa giúp ạ. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ dạ, con rất cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết thanh rõ. Dạ, bây giờ con xin phân tích và đọc câu Pháp Cú 407. Yasara go cha do so cha ma no mắc khô cha ba ti tô sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hong pru mi brahm ma năng Yasara go cha do so cha ma no mắc khô cha ba ti tô sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hong pru mi brahm ma năng Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Câu số 1: Yassara go cha do so cha mano makko cha patito. Dạ, câu số 1: Yass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, rago là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, do so là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Dạ, câu số 2: Mano là hai trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4: Sa sa bo ri wa a rak ga ta ma hang pu mi brahm ma nang. Và câu số 3: Sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, bô là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, quá là đoạn âm, a là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại 4 câu. Yassara go cha do so cha ma no mắc khô cha ba ti tô sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hằng pru mi brahm ba năng. Dạ, con xin kệ câu Pháp Cú 407. Yassara go cha do so cha ma no mắc khô cha ba ti tô sa sa bô ri wa a ram ga ta ma hăng pru bi ram ma năng ya sa ra go cha do so cha ma no mang khô cha ba ti tô sa sa bu ri wa a rắc ga ta ma hăng bu đi brahm ma năng người bỏ rơi tham sân không màng không ganh tị như hầu cải đầu kim ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch truyện ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Con có sai, xin mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại dùm con ạ. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Bây giờ, niệm từ xin mời bàn tay của Giang Nhật Hạ. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 407 ạ. Yassara go cha do so cha ma no mắc
kho cha ba ti to sa sa bo ri wa a rak ga tamahang bru mi brahmanang yassarago cha do so cha mano mak kho cha ba ti to sa sa bo ri wa a rak ga tamahang bru mi brahmanang. Nhà con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ra, go là hai trường âm thông thường, cha là đoạn âm, do, so là hai trường âm thông thường, cha là đoạn âm, ma, no là hai trường âm thông thường, mac là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Yassarago cha do so cha mano makho cha ba ti to. Và câu số 3 và câu số 4. Sa sa bo riwa araga tamahang pru mi brahmanang. Sa là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, bo là trường âm thông thường, ri wa là hai đoạn âm, a là trường âm thông thường, rak là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa sa bo riwa a rak ga tamahang pru mi brum ma năng. Và con xin đọc lại. Yassarago cha do so cha mano makho cha ba ti to sa sa bo riwa a rak ga tamahang ru mi brahmanang. Người bỏ rơi tham sân, không mạng không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi bà la môn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Yassarago cha do so cha mano makho cha ba ti to sa sa bo ri wa araga ta mahang bru mi brahmanang. Yassarago cha do so cha mano makho cha ba ti to sa sa bo ri wa a rak ga ta ma hang bru mi brahm ma nang. Dạ con đã đọc bài xong, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời Chiếc Lá Mùa Xuân ạ. Dạ con xin đảnh lễ ngày Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng, con xin đọc câu Phật môn. À, 407. Yassarago cha do so cha mano makho cha ba ti to sa sa bo ri wa araga tamahang ru mi brahmanang. Yassarago cha do so cha mano makho cha ba ti to. Yas là trường âm nhấn, sa đoạn âm, rago hai trường âm thông thường, cha đoạn âm, do so hai trường âm thông thường, cha đoạn âm, ma no hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, cha đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Yassarago cha do so cha mano makho cha ba ti to sa sa bo ri wa rak ga tamahang ru mi brahmanang. Sa trường âm thông thường, sa đoạn âm, bo trường âm thông thường, ri đoạn âm, quá đoạn âm, a trường âm thông thường, rắc trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, tá
má hai đoạn âm, thanh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hằng ru mi brahm ma năng. Con xin đọc lại. Ya sa ra go cha bồ so cha ma no mắt hồ cha ba ti tô sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hằng ru mi brahm ma năng. Vừa bỏ rơi tham sân không như hậu cải đầu kim, ta gọi bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Và con xin kính đảnh lễ Ban Bảo Phật Bảo Pháp Bảo và Tăng Bảo ạ. Và con xin kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính xin kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và Quý Sư trong Đạo Tràng. Và con xin kính lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, Cô Tu Nữ Đức Đại Duyên. Và con kính chào Đạo Tràng ạ. Con xin trả bài câu Pháp Cú 407 ạ. Giát sát già gồ cha đồ sô cha ma nô mắc khổ cha bà ti tổ sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hằng ru mi ram ma năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Rắc sa già cô cha đồ số cha ma nô mắc khổ cha bà ti tổ. Rắc là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ra là chữ ra go là hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, đô sô là hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, ma là ma nô là hai trường âm thông thường, mắc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hằng ru mi ram ma năng. Sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, bô là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, rí quá là hai đoạn âm, a là trường âm thông thường, h là trường âm tăng, tắc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, má là tá là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo đoạn nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại cả bài ạ. Gác sa ra go cha đô sô cha ma đô mắc khổ cha bà ti tổ sa sa bồ ri qua a rắc gà ta ma hằng ru mi rằm ma năng. Người bỏ rơi tham sân không mạn không ganh tị như hột cải đầu kim, ta gọi bà La Môn. Dạ con đã đọc bài xong, con có sai thì mong Ngài Chí Đức và Đạo Tràng sửa cho con. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 407. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Yassara Vô Chát Đô Sô Chá Ma Nô Mắc Khô Chá Ba Ti Tô
đoạn 1, Yat là trường âm nhấn, Sa đoạn âm, Ra Go hai trường âm thông thường, Cha đoạn âm, Go So hai trường âm thông thường, Cha đoạn âm. Đoạn 2, Mano trường âm thông thường, Mắt trường âm nhấn, Khô trường âm thông thường, Cha đoạn âm, Ba trường âm thông thường, Tí đoạn âm, Tô trường âm thông thường. Yasarago cha đô so cha mano mắc khô cha pa tí tô. Đoạn 3 và đoạn 4, Sa trường âm thông thường, Sá đoạn âm, Bô trường âm thông thường, Rí quá hai đoạn âm, A trường âm thông thường, Rắc trường âm nhấn, Ga trường âm thông thường, Tá má hai đoạn âm, Hăng trường âm giọng nguyên âm, Ru trường âm thông thường, Mí đoạn âm, Răm trường âm nhấn, Má đoạn âm, Năng trường âm giọng nguyên âm. Sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hằng rô mi trăm ma năng. Dạ sa ra gô cha đô sô cha ma nô mắc khô ba ti tô sa sa bồ ri wa a rắc ga ta ma hằng rô mi trăm ma năng. Bây giờ tôi xin kể. Dạ sa ra gô cha đô sô cha ma nô mắc khô cha ba tí tô sa sa bô ri qua a rắc ba ta ma hăng rô mi râm ma năng. Dạ sa ra gô cha đô sô cha ma nô mắc khô cha ba tí tô sa sa bô ri qua rắc ga ta ma hăng rô mi râm ma năng. Người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã đọc bài và kể xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của cô Phúc Hạnh. Dạ, kính mời cô. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào quý đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú 407. Yasara go cha do so cha ma no mokho cha ba ti to sa sa bo ri va a ra ga ta ma hang ru mi ram ma nang. Yasara go cha do so cha ma no mokho cha ba ti to. Yat là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, Ra vô là trường âm thông thường, Chá là đoạn âm, Đô sô là trường âm thông thường, Chá là đoạn âm, Ma nô là trường âm thông thường, Mắc là trường âm nhấn, Khô là đoạn trường âm thông thường, Chá là đoạn âm, Ba là trường âm thông thường, Tí là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường, Yassara go cha đô sô cha ma nô khô chấp ba tí tô sa sa bồ ri
sa sát bồ rí va a gà tám ma hằng rù mi râm ma năng. Sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, bô là trường âm thông thường, rí vá là hai đoạn âm, a là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, u là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm thông thường, sa sa bồ ri va a gà tam ma hằng ru mi râm ma năng, yát sa ra go cha đô so cha ma no ko cha ba ti to, sa sa bồ ri va a gà tam ma hằng ru mi râm ma năng. Người bỏ rơi tham sân, không mạng không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi là Bà La Môn. Con xin cỡ. Dạ sa ra go cha do so cha ma no ma kho cha ba ti to sa sa bo ri va a ra kha ta ma hăng ru nhị râm ma năng. Dạ con xin xuống mic, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính tri ân ạ. Kính chào đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và đạo tràng mình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Đại Đức Pháp Trang cùng Chi Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, nhật bình kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Trần Phụng chắc lên ai đọc cũng giỏi hết. Nhưng mà mời Trần Phụng đưa tay lên mới biết là giỏi chứ. Còn ở dưới chắc đâu có biết được đâu, phải không? Dạ, cầm mic đi. Để có biết ai giỏi, ai dở cũng được đó. Dạ, kính mời bàn tay Trần Phụng ạ. Alo. Dạ chưa biết đọc, không sao đâu, cầm mic đọc đi rồi sẽ biết à. Dạ không có gì đâu, quan trọng là cầm mic đọc được là được thôi à. Đọc sai chỗ nào thì có ngài chỉ sửa mà, nó mới mau chứ còn ngồi ở dưới, có vị ngồi ở dưới này 6 năm trời mới cầm mic à. Nên đừng có ngồi ở dưới, phải cầm mic đi. Dạ Nhật Quỳnh kính mời Trần Phụng ạ. Dạ, mời bàn tay Trần Phụng, Nhật Quỳnh xin nhượng mít à. Cứ lên cầm mít đọc đi, sai chỗ nào thì ngài sửa chỗ đó, không có lo gì hết á. Ở đây là học đường mà, nên là cứ hãy đi dọc đường mà sai chỗ nào thì chỗ đó ngài sửa thôi. Chưa biết cầm mít ở đâu, vậy Trần Phụng đang dùng mít gì và cho Nhật Quỳnh hỏi là nam hay là nữ. Dạ, nam hay là nữ, rồi tu sĩ hay là cư sĩ, rồi dùng máy gì à. Ô, sao Quang Thanh giỏi vậy, biết chị Phụng hả? Vậy là Quang Thanh biết hả Quang Thanh? Vậy bây giờ ô, vậy là bà con hả, xa thủ. Dạ, vậy là xa thú rồi. Dạ, được rồi. Vậy cô Phúc Hạnh chỉ dùng nha, cô Phúc Hạnh nha, để cho Trần Phụng lên cầm mít, để cho được trong đạo tràng thêm được một người Phật tử học. Dạ, dạ, thú lành thầy. Dạ, cảm ơn cô phụ nữ Phúc Hạnh.
Dạ, bây giờ ở trong đạo tràng còn vị nào chưa trả bài không thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Tại vì Nhật Quỳnh thấy lâu quá không ai cầm mic nên Nhật Quỳnh cầm mic thôi. Vị nào chưa có trả bài thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Ồ, vậy hả, Kim Nhung? Dạ, cảm ơn Kim Nhung nha. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, cảm ơn Sister Man. Dạ, con xin được trả bài câu Pháp Cú Kinh 45. Nguy hiểm lắm cô. Sa thú Như Quang xuất hiện nha. Dạ, dạ, dạ. Biết không, hồi sáng này nè Quỳnh ở tối Việt Nam. Dạ, Nhật Quỳnh ở sáng. Nhật Quỳnh tự nhiên bị bắt cóc hồi hướng ở rung hấp cứu. Nhật Quỳnh rõ ràng nhớ là mình đang ở rung hấp cứu chứ. Gì mà hồi hướng sao mà là rơm Phật cháu Nam Truyền nhiều quá. Nên sư huynh mẫn chắc lên, đây là rơm hấp cứu hết hồn luôn. Biết hồi hướng ở chùa Bưu Quang, chùa Bưu Đức mà lại dạ, mà lại nói là rơm Phật cháu Nam Truyền, chết được luôn, bởi thường cận y diện nguy hiểm lắm. Nên cố gắng làm điều gì thiện, lỡ có thường cận y duyên tới thì nó không có đánh đổi, còn không thì thôi, chết chắc luôn. Dạ, dạ con xin được trả bài câu 407. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Dạ, sarago chado so chamano makho chapa tito sa sakvo riwa adat gatamahang su vijamanang. Ya sara go cha do so cha ma no mắt khô cha ba ti to sa sa bo ri wa a ra ya ta ma hằng su mi ram ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ya đường âm nhấn xá đoạn âm ra go hai đường âm thông thường cha âm do so hai đường âm thông thường cha đoạn âm ma no hai đường âm thông thường mắt đường âm nhấn khô trường âm thông thường chả đoạn âm ba trường âm thông thường tí đoạn âm tô trường âm thông thường yasarago các đồ sơ các ma no mắt khô các ba tí tô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sa trường âm thông thường xá đoạn âm bồ trường âm thông thường rí quá hai đoạn âm a trường âm thông thường rắc trường âm nhấn ga trường âm thông thường tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm dù trường âm thông thường mí đoạn âm râm trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sa sa bờ ri quá a ra cha ma hăng su mi sam ma năng ya sa ra go cha đồ sơ cha ma no mắt khô cha ba ti tô sa sa bờ ri quá a ra cha ta ma hăng su mi sam ma năng. Người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hộp cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Và đây là bản chuyển ngữ Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kể ạ. Dạ, trước khi con kể, con có đọc sai chỗ nào, con cung thỉnh Ngài Bà Đạo Tràng chỉ cho con sửa, tại con lần sâu quá. Nhật Quỳnh thấy xếp duyên là chữ rùm, không biết xếp duyên có lên trả bài chưa. Về tới nhà con ổn định chưa xích duyên ơi. Dạ con xin được kể ạ. Dạ sa ra go cha đô so cha ma no mắc khô cha ba ti tô sa sa bô ri wa a rát ga tạm ma hăng su mi râm ma năng. Dạ sa ra ya sa ra go cha do so cha ma no ma kho cha ba ti to sa sa bo ri a wa sa sa bo ri wa a ra ga ta ma hang su mi sam ma nang. Dạ con đã trả bài xong. Dạ không có siêu gì đâu, trật lên trật xuống đó, chưa chắc đâu Trần Phụng ơi. Dạ con chắc không còn bàn tay của vị nào nữa. Dạ con thành kính tri ơn chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Con cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ Ngài cho con xin một tín hiệu, con kính dâng bích đến Ngài ạ.
thầy. Dạ. Dạ sa thú lành thai, dạ con kính nhân mít đến ngài. Sa thú, sa thú, xin nhập quân là người cuối cùng. Vâng, hôm nay quý vị đọc rất là tuyệt vời, rõ ràng, chính xác và không có sai bao nhiêu, tức là tương đối rất là ổn định, nhất là những quý vị mới ha, rất là tiến bộ. Quý vị đã đứng trên đôi chân của chính mình, tức là căn bản quý vị đọc, quý vị biết đúng, biết sai và biết phân tích đó là trường âm, nhưng mà loại trường âm nào. Rất là hoan hỷ. Sa thú, sa thú, câu Phật nguồn 407. Bây giờ chúng ta đọc được thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Câu đầu tiên, Yasarago chado so cha, Yasarago chado so cha. Câu này chúng thấy có 5 từ ha. Giá xá là 1, ra gô là 2, chá là 3, đô sô là 4 và chá là 5. Chữ giá xá do cái đại từ giá, do đại từ giá. Nhưng mà đại từ giá đó ở đây được chia theo sở hữu cách, cách chia thứ 6, chá thí vị phát tí ê câu quá trình ha. Cho nên giá biến thành giá xá. Giá xá là của vị nào hay là người nào, của vị nào. Rồi chữ ra gá, ra gá nó đứng làm chủ từ, cho nên ra gá biến thành ra gô, và ra gá nó là một danh từ nam tính, A-phân-ta-pung-rin-gá. Ra gô là chủ từ, Bạch-tham-án E-câu-va-chá-na-vì-phát-tí. Rago có nghĩa là tham, tham, tham lam á. Chá là và. Chữ đô sô do cái từ đô xá. Đô xá nó cũng là một danh từ nam tính, ác rảnh pháp phung linh gá. Và đô xá được chia theo chủ từ số ít. Bà tham á, nghe câu quá chánh á quỷ phát tí, cho nên đô xá biến thành đô sô. Đô sô là sân hận, tham lam, sân hận. Thì cha ở sau có nghĩa là bà. Câu số 2, Mano Makho Chapa Lito. Mano Makho Chapa Lito. Câu số 2 chúng ta có 4 từ. Mano là 1, Makho là 2, Chá là 3, Balito là 4. Vậy thì chữ Mano do cái từ Mana. Mana là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Chữ Mana này được chia theo chủ từ số ít, tức là Bạch-tham-án Ekavachana Vipati. Chữ Mana biến thành Mano. Mano là ngã mạng, ngạo mạng, cao ngạo. Mà ngã mạng thì quý vị biết rằng có tất cả là 9 cách ha. 9 cách hơn, thua, bằng, gọi là ngã mạng. Rồi, chữ Mano xong. Chữ Makho. Makho do từ Makha. Makha nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Makha ở đây được đứng làm chủ từ số ít, Bạch-tham-án Ekavachana Vipati. Cho nên Makha biến thành Makho. Makho là ganh tị, dèm pha, phỉ bán. Makho, ganh tị, dèm pha, phỉ bán. Chá là và. Balito, Balito. Balito do cái động từ Batati. Batati là rơi, là rớt, là rụng, hoặc là giết hại.
Ở đây Palito nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ nam tính ha, và đứng làm chủ từ và tham án etovacana vipatti, cho nên bà thi ta nên biến thành bà thi tô, đã làm rơi xuống đã giết hại, đã làm rơi xuống đã giết hại. Rồi câu số 3. Câu số 3, bà thị tô nó làm rơi xuống đây giật hại. Câu số 3, sa sa bồ ri wa a rắc ra, sa sa bồ ri wa a rắc ra. Chữ, cái câu số 3 này có hai từ, sa sa bồ ri wa là một, a rắc ra là hai. Sa sa bồ ri wa do hai từ, sa sa bồ cộng với ri wa. Sa sapo do cái từ sa sapa, sa sapa nó là một sinh từ nam tính akaranta pumlinya, nhưng mà sa sapa này được chia theo chủ từ số ít và tham án ekavachana vipatti, cho nên sa sapa biến thành sa sapo. Sa sapo là hột cải ha, quý vị nhớ hột cải này trong cái bài kinh mà Đức Phật nói với nàng Kisagotami, khi mà cô ta ôm đứa con đã chết đến xin Đức Phật cứu sống, thì Đức Phật nói rằng hãy đi tìm hột cải ở nhà nào mà không có người chết, đem hột cải đó đến cho Như Lai, Như Lai sẽ cứu đứa bé. Thì nói đến hột cải là nhớ đến nàng Kisagotami kiều đàm ốm ha, sa sapo nè, hột cải. Rồi chữ ý quá, chữ ý ba ý quá ở phía sau có nghĩa là tựa như, ví như, tựa như, ví như hột cải, tớ như, ví như hột cải, sa sapo ý quá. Rồi từ thứ hai, từ thứ hai araga, araga do hai từ cộng lại, cái từ ara là một và akga là hai. Ara nó là một danh từ trung tính akrantanapum sakalinga. Ara ai làm thợ may thì biết cái từ ara. Không biết ở trong này Sĩ Khánh ở trong này không ha. Alo, Sĩ Khánh kiểm đâu mục tiêu rồi. Có Sĩ Khánh kiểm 99 nè. Nhớ đến ara tức là nhớ đến cái mũi kim ha. Ara là mũi kim nha. Cây kim bảy mũi, mũi, mũi. Cây kim nó khác, còn cái mũi tức là cái đầu của cây kim. Cái này là mũi kim. Mũi kim, ra. Rồi chữ ác gá. Ác gá nó là một danh từ nam tính ác răng tắp cung linh gá. Ác gá tức là cái chót, cái đỉnh. Ví dụ như ngài Sariputta này, ngài Moggallana thì ngài là cái đỉnh của các vị thiền văn, gọi là Agga Savaka, Agga Savaka tức là trong cái hàng thiền văn mà thượng thủ á, tức là trên đỉnh, trên chót, ở trên đầu á thì gọi là Agga. Agga là chót, là đỉnh, là chót, là đỉnh. Và quý vị trẻ chút. Mày nha. Khổ đấy.
À, tiếp tục bà con ơi. Vậy thì câu cuối cùng. Câu cuối cùng. À, sa sa bồ rí quá rắc trà. À, ví như hột cải ở đầu kim ha. Cung vịt. Và mấy con gà mó nhọn quá. Đúng rồi, mó nhọn nó mới là ai ra nhiều cũng là mó nhọn ha. Là mấy con gà mấy con vịt. Mó nhọn mà con người cũng có mó nhọn nữa, khổ thiệt. Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 407 à, cho chúng ta ý nghĩa ha. Người nào có tham, có sân, có ngã mạn và dèm pha đã được làm cho rơi rụng ví như hột cải ở đầu kim, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Người nào có tham sân ngã mạn và dèm pha đã được làm cho rơi rụng tự như hột cải ở đầu kim, ta gọi là Bà La Môn. Alo, quý vị còn nghe rõ không? Nghe ồn phải không? À, Ngài Hòa Thượng Giới Đức, tham sân chẳng dính vào lòng, ngã kiêu tật đổ, thảy dòng nước trôi, hạt cải kia đầu kim rơi, những người như vậy sống đời Bà La Môn. Tham sân chẳng dính vào lòng, ngã kiêu tật đổ, thấy dòng nước trôi, hạt cái kia đầu kim rơi, những người như vậy sống đời Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Người bỏ rơi tham sân, không mạng, không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Rồi, trong cái vấn đề mà tư vấn này, quý vị có ý kiến gì không? Có chỗ nào sai sót? Alo, có ý kiến đi. Còn nếu không, chuyển qua mục khác. Bây giờ đã 6 giờ 1 phút rồi. À, chúng ta còn có 29 phút thôi. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Sao có câu Phật ngôn này? Câu Phật ngôn 407 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự ở tại Trúc Lâm. À, tại tỉnh xá Trúc Lâm. Và Trúc Lâm này quý vị biết xuất xứ là do ai dâng cúng cho Đức Phật. Trúc Lâm tỉnh xá. À, Trúc Lâm tỉnh xá đây ở Việt Nam mình thì có hai Trúc Lâm. Sài Gòn có hai Trúc Lâm. Một Trúc Lâm ở Hoạt động Tôn giáo ở Phú Lâm, một Trúc Lâm ở Hóc Môn. À, ở Việt Nam thì có hai Trúc Lâm, nhưng mà thời kỳ của Đức Phật thì chỉ có một Trúc Lâm mà thôi. Đó là Đức vua Bimbisara, Đức vua Bình Sa, Đức vua Bình Sa. Và tại Trúc Lâm này thì Đức Phật Ngài đã đề cập đến một cái vị trưởng lão tên là Mahabandhaka. Chữ Mahabandhaka biết làm sao đây bà con? Bây giờ chúng ta phải biết tên vị này và đọc cho đúng thì cái câu Phật ngôn 407 mới có ý nghĩa. Mahabandhaka, chữ Maha là lớn hay là to? Hello, Bandhaka là con đường, còn chữ Maha này là lớn hay là bự? Lớn to luôn, thêm chữ bự nữa cho oi. Shikha nói chữ đại, trời đất ơi, lớn to bự đại cũng được. Rồi, chữ Maha có dấu huyền nghe xích kim. Ơi, Maha là lớn, to, bự. Còn cái gì là nhỏ này?
học chữ lớn thì chúng ta phải biết chữ chữ nhỏ, chữ đại tức là chúng ta phải biết chữ tiểu. Vậy chữ tiểu biết làm sao? Chù la. Chù la ngoài chữ chù la ra thì còn có chữ nào nữa không? Bên kia chữ lớn này, chữ to này, chữ bự là maha. Còn chữ chu là không ngừng. Đại Đức Pháp Trang chơi cái kiểu gì chữ chú không à. Cái này chú còn có thêm nữa. Ngoài chữ chu là còn một cái chữ mà chúng ta nên nhớ ha. Đó là chữ này. Chùn la. Nếu mà không biết chu la thì chúng ta biết chữ chùn la. À, cũng là tiểu, cũng là nhỏ, cũng là ít ha. Rồi, tại sao đề cập cái chữ này? Tại vì Maha Bành Thạch Ca thì phải có Chun La Bành Thạch Ca. À, hai anh em nha. Hai anh em, một anh là đại lộ, một anh là tiểu lộ. Tại sao gọi là đại lộ? À, tại sao có chữ lộ, có chữ đường ở đây? Tại vì sinh đẻ trên đường đi, nên là đẻ ở dọc đường á, trên này mới lấy cái tên mình đẻ rơi trên đường. Mà đứa trước thì đọc là đại, đứa sau đọc là tiểu ha. Thế rồi trên con đường đi thì coi như là đẻ rơi trên đường. Vậy thì đại lộ là anh, tiểu lộ là em. Hai anh em khi lớn lên xuất gia trong giáo pháp mà còn nhớ trong tâm đại thiên. Rồi, A-lê kinh trong vi diệu pháp chữ ma ha chứ không phải là ma ha. Chữ ma ha chứ không phải là ma ha. Rồi, bây giờ trở lại vấn đề. Hai anh em cùng xuất gia. Người anh là một vị thánh tăng mà là trụ trì của ngôi chùa. Người anh á là một vị thánh tăng, là vị trụ trì ở trong cái chùa đó. Và người em á là Chu La Bành Thạch Ca. Chu La Bành Thạch Ca, người em này nên nhờ nơi anh mình xuất gia nơi cái chùa đó. Nhưng mà người anh á mới hướng dẫn cho người em một câu kệ để người em coi như hiểu biết về giáo pháp. Nhưng mà một câu kệ như vậy, cái ông em này á, Chu La Bành Thạch Ca này, ông học tới 4 tháng mà không thuộc. Tại sao không thuộc? Dạ là qua để đóng cửa lại. Người vị thầy cô đấy à, muốn học thuộc một cái gì đó mà ngoại cảnh ồn ào quá sao học thuộc. Cũng như đang nói chuyện như thế này bị phân tâm ha. Rồi trở lại vấn đề. Một câu kệ có bốn từ và bốn câu thôi. Một bài kệ có bốn câu. Vậy mà học 4 tháng trời không thuộc. Chán quá. Làm mất mặt hả, làm mất mặt cái như là anh em dòng họ của mình. Chăng anh mới kêu vụ ông đuổi. Ê, ăn cơm đằng na tiến thí có gì đâu mà một câu kệ một 4 tháng không thuộc hả? Vậy thì thôi đi về đi cho rồi, ở đây quê đổ quá mất mặt anh em. Rồi kéo đầu ra ngoài đóng cửa lại. Không cho ở trong chùa nữa. Nhưng mà ông em á thì ông nó là khoái tu chứ không muốn hoàn tục, thích tu không muốn hoàn tục. Khi ông anh đuổi như vậy thì ông nói bây giờ đi ra thì coi như ai cũng thấy quê, thôi để khuya mình rời đi. Chứ ông đã đuổi rồi, ở đây quyền hành của ông đuổi đi thì bây giờ mình ở đây nhục mà anh mình mà chính mình
đi về huynh đệ thấy cũng cũng mất cỡ quê độ, thôi để xa khuya khuya mình trốn ra ngoài đi luôn cho không ai biết, cho đỡ quê. Ai ngờ khi vừa bước chân ra cổng chùa gặp Đức Phật đứng ngồi cổng, ngài phải hỏi: ê, đi đâu đó? Nói: đi ông Chu Lá Bình Thật Ca này hôm nay. Dạ, anh còn đuổi con cho tu nữa. Đức Phật hỏi: người tu với ai? Người tu với giáo pháp này mà, chứ đâu phải người tu với anh của người đâu. Tu với Như Lai, tu với giáo pháp này thì hãy vô đây. Và thế là Đức Phật dẫn vô trong cái hương thất của ngài, ngồi ngồi đó. Rồi Đức Phật đưa cho một cái khăn, một cái khăn thật là trắng, và bảo: hãy cầm cái khăn này vò vò bàn tay rồi đưa lên, ngươi sẽ thấy với cái câu thần chú này, tức là tẩy sạch bụi trần, tẩy sạch bụi trần, nhưng mà cái tiếng Bali quên mất tiêu rồi. Tẩy sạch bụi trần, tẩy sạch bụi trần ha. Và ông ta đã làm theo lời của Đức Phật. Cái khăn sạch sẽ nhưng mà cái lau tập mồ hôi nó đổ ra, đưa lên nhìn nó không còn trắng tinh nữa mà nó đen thui. Thì ông ta mới quán, ông ta mới quán về cái vấn đề vô thường, quán cái sự bất tịnh, và thế là ông ta chứng đắc thánh quả A La Hán với tuệ không tích, với lục thông, tức là có thần thông luôn. Nhưng mà đó là câu chuyện mà trong câu Phật ngôn trước ha, chúng ta đã học. Nhưng mà trong câu Phật ngôn này, cái ý nói rằng tại sao ngài Mahabandhaka lại đuổi cái người em của mình ra khỏi chùa. Cho nên Chư Tăng ngạc nhiên, Chư Tăng ngạc nhiên thấy cái hành động của ngài Mahabandhaka như vậy, mới bàn tán với nhau. Một cái vị trụ trì, một cái vị mà coi như đã là một vị thánh tăng, một vị A-la-hán, mà tại sao sân hận dữ như vậy, tức là đuổi người em của mình ra khỏi chùa, kéo tay đuổi ra ngoài như vậy. Thì khi mà đưa tranh luận nhau, thảo luận nhau như vậy, thì Đức Phật này ngự đến: này Chư Tỳ Khưu, các ngươi nên ngồi ở đây mà thảo luận cái vấn đề gì sâu nổi như vậy. Thì các vị Tỳ Khưu mới trình bạch lên Đức Phật, tức là ngài Mahabandhaka, một cái vị mà đạo hạnh nghiêm trang, một cái vị đức cao trọng vọng, tại sao mà ngài lại sân hận đuổi nghệ mình, trong khi em của mình học cũng thuộc tính như thôi nhé, nhiều pháp môn để tu tập, tại sao mà khó khăn em mình tu mà đuổi không cho tu nữa, bắt vào hoàn tục. Thì Đức Phật này nói nè: này Chư Tỳ Khưu, các phiền não như là tham lam, sân hận, si mê thì không có đối với các bậc lậu tận. Con của Như Lai có hành động như thế vì hướng đến pháp. Cái việc làm của ngài Mahabandhaka là một hành động để nhắc nhở, khích lệ, chứ không phải vì sân hận mà đuổi em mình đâu. Tức là ngài Mahabandhaka với cái duyên của người em mình nó đã tới, cho nên có những hành động như vậy gọi là hành động hướng về pháp, chứ không phải là cái hành động thô tục, sân si như chúng ta. Khi mình hối nổ khùng lên, bồ đề gai nó nổi lên, thì chúng ta thấy ở cổ của mình á, có ba con rắn, nó bò lên bò xuống. Tức là chúng ta sân quá, nổi gân xanh luôn ở tại cái cổ của chúng ta. Thì phàm phu tục tử là vậy, nhưng mà các vị thánh thì khác. Cho nên Đức Phật ngài mới nói lên câu Phật ngôn này, Đức Phật để đưa lại cho bà con thấy. Câu Phật ngôn này hay lắm, giúp bộ. Bốn trăm lẻ bảy. Yassara go chadu so chamano mắc
kho cha ba li to sa sa bo ri wa a rak ga tam hằng phù mi brahm ma năng. Đọc lại lần nữa ha. Yasarago chado so chamano makho chaba lito sa sabo riva arak tamahang pru mi brahma năng. Người bỏ rơi tham sân, không mạng không ganh tị, như một cái đầu kim ta gọi bà la môn. À, với câu Phật ngôn này, khi mình Đức Phật thuyết lên thì có nhiều vị chứng đạt thánh quả dự liêu. À, tức là không còn nghi ngờ về giáo pháp của Đức Phật. À, duyên sự này cho chúng ta thấy rằng trách em học kệ mãi không vô, đại lộ làm ra vẻ đuối xô, tăng chúng tâm phàm không thấu lý, chê ngài lậu tận vẫn còn thô. Phật dạy con ta hết cả sân, cống cao hương ngụy cũng không gần. À, đầu kim hột cải không hề dính, ta gọi bà la môn chánh chân. Như vậy câu Phật ngôn 407 cho chúng ta thấy đề coi thì có vẻ sân hận, à, nhưng mà bên trong thì không phải là như vậy ha. Nó vậy mà không phải vậy đó. Cái chuyện mà chúng ta hay nghe nói, tức là nói vậy không phải vậy, bởi vì cái dụng bên trong là khác. Còn cái thể thì chúng ta có thể hiểu lầm, hình thức chúng ta có thể hiểu lầm, nhưng còn bên trong á, cái quan trọng là không mạng không ganh tị. Không mạng ở đây tức là không có cống cao ngã mạng. Mà cống cao ngã mạng thì chúng ta nhìn thấy tất cả kiến đều, hơn thua bằng, hơn thua bằng, chiến cách ngã mạng nhân ba lên. Rồi ganh tị là gì? Chính cái điều này là cái điều mà đưa chúng ta sanh tử luân hồi. Ganh tị, diệt pha, nhỏ mọn, ích kỷ, đó là những cái phiền não mà chúng ta cứ đau khổ, cứ đi lên, cứ đi xuống trong lục đạo, trong tâm giới. À, cho nên đối với giáo pháp, cái điều quan trọng là nhàm chán mới ly tham. Khi chúng ta nhàm chán, chúng ta ly tham, thì như vậy chúng ta mới bỏ rơi được tham và sân. Câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta với mắt thịt, với tai phàm, thì những cái điều chúng ta nghe, những cái điều chúng ta thấy chưa chắc đó là sự thật. Người anh đuổi người em ra khỏi chùa, cái hình thức nhưng mà nội dung là có tâm bi ở trong đó, thương xót tế độ cho người em, bởi vì cơ hội đã tới mới có hành động như vậy. Ngài Quốc Ca Lý thấy Đức Phật đẹp trai, 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, khoái quá, xin đi xuất gia. Xuất gia để làm gì? Suốt ngày cứ đi theo Đức Phật, nhìn ngắm Đức Phật, nhìn ngắm mà không biết coi như thỏa mãn, không biết nhìn một cách đắm đuối say mê, nghĩa là nhìn không có chán. Thì muốn nhìn cứ nhìn, Đức Phật đâu nói gì, thế thì chịu. Nhưng mà rồi tới một lúc nào đó Đức Phật đuổi, Đức Phật đuổi, không cho nhìn nữa. Tại sao? Đức Phật cái tâm của ngài vô thường á? Không, cái duyên của Quốc Cà Lý chưa tới. Cái này lúc đầu cái nhìn ngắm đắm say, cho đắm say, bởi vì bất cứ một cái pháp nào thì cũng có vị ngọt, có sự nguy hại, có sự xuất ly. Thì vị ngọt ở đây tức là đắm say, nhìn cho đã đi. Cái ngại là gì? Trong cái sự đắm say đó thì có chấp thủ, mà chấp thủ thì đưa cái ngã của mình lên. Chính cái vấn đề chấp thủ này
Cho nên tới một lúc nào đó Đức Phật đuổi, ê, chỉ cho vô khác, không cho nhìn, không cho ngắm nữa. À, thất vọng buồn tối, à, thì quốc cà lê bị tỳ khưu này, sống làm gì nữa. Bây giờ gặp được Đức Phật, mừng quá. Bây giờ Đức Phật không cho nhìn ngắm, thôi chết đi cho rồi. Và thế là quốc cà lê lên một cái đỉnh núi cao, nhìn xuống một cái đáy vực thẳm, à, gieo mình xuống để mà tự tử. Bởi vì sống mà không có thỏa mãn, sống mà không có đạt được cái mục đích của mình thì sống làm gì? À, đối với Đức Phật, Ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư, là thầy của chư thiên và nhân loại, mà mình đến gần để nhìn ngắm, để chiêm ngưỡng, vậy mà còn bị đuổi. Tức quá thôi, tự tử cho rồi, chết quách đi cho rồi. Và khi gieo mình xuống để tự tử, à, với một cái tâm chán nản, nhàm chán, chán, à, ngâm buông bỏ tất cả này, à, tức là bỏ rơi tham sân, nhưng mà hồi đó cũng còn á, ok. À, thì chính lúc đó Đức Phật xuất hiện. Và Đức Phật xuất hiện nói một câu rất là sự thật. Có nghĩa là vô thâm mân bát sạch tí, xô thâm mân bát sạch tí. Người nào thấy Pháp, người ấy thấy Như Lai. Người nào thấy Như Lai, người ấy thấy Pháp. À, với một cái câu nói như vậy thì vị tỳ khưu Quốc Cà Lý khi mà buông mình thả xuống đã chứng đắc thánh quả A La Hán. À, thì chúng ta thấy vị tỳ khưu Quốc Cà Lý bỏ rơi tham sân trong khi bỏ luôn cả thân xác của mình, nhàm chán, ly tham, chán nản đến cực độ. Nhưng mà rồi trong những phút giây hụt hẫng đó, Đức Phật xuất hiện. Rồi bây giờ còn để bà con có ý kiến chứ, nói mình nói hoài không được. Rồi còn 10 phút nữa, quý vị có ý kiến như thế nào với câu Phật ngôn 407? À, tức là chúng ta nhìn chưa chắc, à, nghe cũng chưa chắc, à. À, bởi vì cái nhìn và cái nghe giống như người anh đuổi người em, không phải là do tâm sân mà đối với tính cách tế độ. Bởi vì đây là một vị A La Hán mà Ngài biết rằng mình không đủ tư cách để hướng dẫn cho người em của mình thành một vị thánh nhân. Nhưng mà Đức Phật Ngài có phương pháp, và chính Đức Phật đã tế độ cho người em của mình. À, quý vị biết cái nhân như thế nào mà 4 tháng không thuộc một bài kinh? Quá khứ trong thời kỳ của Đức Phật Ca Diếp á, cái vị mà Chu Lóc Anh Thật Ca này cũng là một cái vị trưởng lão, à, một cái vị tỳ khưu kinh luật rất là giỏi, nhưng mà có cái tánh hay trêu ghẹo, hay giỡn cợt, hay có cái ý chê bai các cái vị mà mới tu. Đọc như thế này là đọc sai, đọc như thế này là nghe dở ẹt, phải đọc cho nó nghe cho có lực, cho có oai, cho đúng giọng. À, cái theo ghẹo mấy vị mới tu như vậy làm cho mấy cái vị kia quê độ. Rồi một là hoàn tục, hai là coi như trốn đi chỗ khác, vì cái vấn đề khi dễ, vì cái vấn đề chọc ghẹo, vì cái vấn đề mà chê bai những vị khác học kinh học kệ. Thế là cái quả nó đến, 4 tháng trời học một bài kệ không thuộc. Quý vị thấy ơn lành chưa? Cho nên ở đây đọc đúng đọc sai gì đó, quý vị nên khen người ta nghe. Mà nếu có chê thì chê chỗ nào cho nó đúng, à, bắt lỗi cho đúng, bắt lỗi mà tập ha, coi chừng cái quả nó báo giống như vị tỳ khưu Chu Lóc Anh Thật Ca này. Rồi alo, rồi nhường mic lại để quý vị có ý kiến, ai chê nhiều
ai nói xấu nhiều coi chừng cái nghiệp nó trả nha. Rồi xin nhiều mấy cô nè, chúng ta còn 7 phút nữa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh tự nhiên không ạ? Dạ, cảm ơn Thiền Vũ và Nhật Quỳnh. Dạ, con thấy đạo tràng im cho nên này con cũng lên. Thứ nhất là kính tri ân Ngài Trí Đức đã chia sẻ rộng rãi bài kinh Pháp Cú số 407 hôm nay. Dạ, thì theo con cũng hiểu được là những người thường chê bai thì khi mà chê đó thì mình không biết được, nhưng mà khi mà cái chỗ cái quả tới nó rất là nguy hiểm. Cũng như ngày hôm nay học mới đó là quên rồi, thì con nhớ trong thời Đức Phật có một vị đó rất là giống như là trong thời Đức Phật là có Ngài Ananda, và khi đi khất thực á thì Đức Phật thấy con quả nó lông lá xù xì mà nó bị mù con mắt, thì Đức Phật mới cười. Thì Ngài Ananda mới hỏi là: này Đức Thế Tôn, tại sao Thế Tôn thấy con quả lông lá xù xì mù đuôi mà Thế Tôn lại cười? Thì Đức Phật nói rằng: ta không phải cười trên cái sự đau khổ của con quả, mà ta cười đây là ta cười cho ta đã thoát khỏi cái cảnh khổ đó, chứ không ta cười con quả đó. Và thời gian thì cũng còn có vài phút, thì con xin nói tóm tắt cái câu chuyện của con quả trong quá khứ. Thì con quả trong quá khứ này là vợ của, không, cái này là không nói, nhưng mà tự nhiên xin nói lại cái trả quả, cái nghiệp mà nó đưa đến nó trổ quả rất là kinh khủng. Khi Đức Phật nói: ta mỉm cười chính Như Lai đã trải thoát qua cái cảnh khổ. Nếu Như Lai không khéo đường tu, Như Lai sẽ trở thành trong cái cảnh khổ đó. Và Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện cho Ananda nghe, tại sao con quả đó nó bị đuôi mù. Tại vì trong có một kiếp quá khứ, Ngài là một vị thanh niên mà Ngài có kết duyên với một người nữ đó, và nửa thời gian thì Ngài thấy được cảnh khổ, Ngài mới xin đi xuất gia. Thì bà vợ nhất quyết không cho đi, nó bảo rằng là Ngài không thể mà đi tu được, thì trì kéo ngăn cản không cho Ngài đi. Một thời gian sau mới sanh được một đứa con đầu. Thì thỉnh thoảng Ngài cũng nhắc lại, và đứa con này đã được sanh ra rồi. Bà vợ mới hứa là nếu mà khi mà sanh con ra, mẹ tròn con vuông rồi, thì anh đi, tôi sẽ cho anh đi. Thì khi mà sanh ra rồi, mẹ tròn con vuông, thì mẹ chồng mới nhắc lại: thôi bây giờ mẹ tròn con vuông rồi, cho anh đi tu. Thì bắt đầu bà lại trói nữa. Bà nói là bây giờ con nó còn đỏ hỏn, thì làm sao mà anh đi tu được. Thôi anh ráng đi, anh ráng anh nuôi con lớn lên, rồi anh hãy đi, tôi cũng cho anh đi. Trói riết
có riết một kiếp đó ngài không có đi được. Nhưng mà sau này thì cái quan trái đó, cái cột trói đó, cho nên là cái con quạ nó trổ còn dài lắm, nhưng mà thời gian thì còn ít, cho nên là tự nhiên xin kể tóm tắt vì cái việc mà chê bai cản trở người ta. Xong rồi khi mà trổ quả rất là nguy hiểm, bởi vậy cho nên mới có cái bài pháp mà ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên lời sao mới là quên rồi, ý làm chủ các pháp, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ các pháp, ý tạo, nói lên hay hành động. Dạ đúng rồi. Rồi gì nữa? Đau khổ sẽ theo sau như chân, như xe chân một kẹp. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hành động an lạc, bước theo sau như bóng không rời hình. Đúng rồi. Dạ cảm ơn Hạ. Đó, cho nên là khi cái ý mình nói ra mà ý mình tạo á, thì một là sự đau khổ, hai là sự an vui, an lạc đến với mình. Nên khi mà người Phật tử mà nếu học Pháp thì phải cẩn thận, và những cái điều nói và những cái điều không nên nói. Và nếu mình có nói thì mình nói với cái tâm mình biết. Chứ còn cái người mà bị chê thì chắc chắn người ta cũng phải có phiền não một chút. Nhưng mà đối với cái bậc Lậu Tận cũng như Ngài Maha Antaka thì Ngài đã đoạn tận. Cho nên là Ngài biết em của Ngài như vậy, Ngài nhắc nhở. Cho nên là khi chúng ta còn phàm phu thì nên cẩn thận những lời nói. Và con đố hết một phút rồi Ngài. Con kính tri ân Ngài rất nhiều. Và con xin xuống mít để Ngài kết thúc đạo tràng. Con xin sống hối lỗi. Sa thú, sa thú, cô tu nữ tự nhiên. Nó hay quá ha. Rất là tuyệt vời. Và cũng đã kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay với nội dung của câu pháp cú 407. Xà thủ, xà thủ. Lần sau cứ thế mà làm ha. Cho nên đến hết giờ là chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt của chúng ta qua câu Phật ngôn này. Có một cái ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống. Và với những câu Phật ngôn này là kim chỉ nam để chúng ta y cứ vào đó, cuộc sống của chúng ta sẽ được an vui tiến hóa. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống, để đem lại sự an vui cho chính mình và tha nhân. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thiên văn tính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê nạ sa chô quá chê nạ sô thị vô, vô tù sập bạch đà. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời Sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.